xăng Thanh Lễ nha. Cái xăng Thanh Lễ là của công ty tổng công ty Thanh Lễ. Thì tổng công ty Thanh Lễ thường hồi trước là doanh nghiệp nhà nước của ông Huỳnh Uy Dũng. Hồi trước ông Huỳnh Uy Dũng làm tổng giám đốc. Thì bây giờ có doanh nghiệp nhà nước thì ông Dũng đã không làm tổng đốc của Thanh Lễ nữa. Hệ thống cây xăng Thanh Lễ này rất là nhiều chi nhánh ở trên toàn quốc. Ra riêng sau khi ra còn khỏi Thanh Lễ thì ông thành lập doanh nghiệp và thành lập khu sóng thần nha. Khu sóng thần này hình như là theo như là có từ 30 năm trước hay sao ấy. 30 năm à? 30 ba mấy năm trước. Dũng bây giờ là chủ đầu tư của các cái khu công nghiệp sóng thần 1, 2, 3 và một cái số khu dân cư sóng thần rất là nổi tiếng ở Bình Dương. Nghe nói ông Dũng có một cái thời gian làm công an ở trên công an huyện ở trên tỉnh Bình Dương này. Sau khi ông ra khỏi Thanh Lễ thì ông bắt đầu sự nghiệp riêng bằng việc là làm chủ đầu tư các khu công nghiệp sóng thần. Đến bây giờ là có 3 khu công nghiệp sóng thần. Thì bây giờ chúng ta đi vô tham quan cái khu công nghiệp sóng thần này, như sóng thần 1 cái thôi. Khu công nghiệp này, khu công nghiệp sóng thần này nổi tiếng ở không những ở Bình Dương mà là cả nước. Giới hạn tốc độ 50 km/h. Thank you.
giá, phòng lấy thêm. Thầy thì thầy dạy thì không có ít khi nào mà vò tiền học viên á. Bên này nó có một cái là nếu như mà thầy mà có mấy cái hành động vò tiền học viên thì nước thải Hằng Hữu Huỳnh, công ty xử lý thủy nước thải Hằng Hữu Huỳnh nha. Hằng Hữu Huỳnh, Hằng Hữu là cái tên của con trai ông Dũng đó, cái tên của con trai ông Dũng chưa. Thì ổng con trai ông tên là Huỳnh Hằng Hữu. Thì cái thằng bé mà cứ hay xuất hiện livestream của bà Hằng đó, bà Phương Hằng đó, thì đó cái tên đó đây nè. Bây giờ mọi người mới thấy là ông Dũng có rất nhiều công ty, phải có trên chục công ty ấy. Thì mỗi công ty nó có những cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Đó, cái nhà máy này rất là rộng, xử lý nước thải nha. Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh, chi nhánh Bình Dương, nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2 nè, chưa? Nó nằm ngay trong khu công nghiệp Sóng Thần 2 nha mọi người.
đoạn quay nãy tắt